quân chủng phòng không, không quân diễn tập bắn, ném bom đạn thật. Sư đoàn 372 và trường sĩ quan không quân thuộc quân chủng phòng không, không quân đã tổ chức diễn tập bắn đạn thật tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Sư đoàn 372 và trường sĩ quan không quân thuộc quân chủng phòng không, không quân đã tổ chức diễn tập bắn, ném bom đạn thật vào mục tiêu mặt đất trong điều kiện ban ngày. Sự kiện có sự tham dự và chỉ đạo của Trung tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu Trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, cùng lãnh đạo Cục Quân huấn và các đồng chí lãnh đạo quân chủng phòng không, không quân. Ngoài ra, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quân đội, lực lượng vũ trang địa phương và cấp ủy, chính quyền cũng có mặt để theo dõi. Các đơn vị tham gia diễn tập gồm Trung đoàn 925, Trung đoàn 930 thuộc Sư đoàn 372 và Trung đoàn 940, Trường sĩ quan không quân. Các phi công, tổ bay của Trung đoàn 925 và 930 đã sử dụng máy bay Su-27, trực thăng 18. Trong khi phi công và giảng viên của Trung đoàn 940 thực hiện nhiệm vụ bắn, ném bom mục tiêu mặt đất bằng máy bay IAK-130. Trong quá trình diễn tập, các phi công đã thực hiện nhiều đợt công kích vào mục tiêu theo kế hoạch, từ các bài bay đơn giản đến phức tạp, sử dụng bom, đạn pháo và rocket để tiêu diệt mục tiêu ban ngày. Các phi công và tổ bay đã chấp hành nghiêm điều lệ, kỹ thuật bay, bình tĩnh và tự tin trong việc sử dụng các loại vũ khí. Đêm ngày 25 tháng 9, các đơn vị sẽ tiếp tục diễn tập bắn, ném bom vào mục tiêu mặt đất trong điều kiện ban đêm. Tại buổi diễn tập, Trung tướng Phạm Trường Sơn đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của các đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức huấn luyện, yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt các nghị quyết và chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, nhằm nâng cao chất lượng huấn luyện và trình độ sẵn sàng chiến đấu, đồng thời quản lý chặt chẽ vùng trời của Tổ quốc. Trong buổi gặp gỡ sĩ quan trẻ và học viên trường sĩ quan không quân, Trung tướng Phạm Trường Sơn đã chia sẻ những bài học và kinh nghiệm quý báu trong học tập và huấn luyện, khuyến khích các sĩ quan trẻ rèn luyện bản lĩnh chính trị, sức khỏe bền bỉ, nắm vững lý thuyết, tích cực luyện tập thực hành và làm chủ máy bay, vũ khí, trang bị kỹ thuật để sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.